những cái tướng lĩnh ngày xưa, những trùm về lãnh đạo, không phải là chủ doanh nghiệp, trùm về lãnh đạo là các tướng lĩnh nha. Các bạn cứ tưởng tượng các tướng lĩnh, họ chỉ hô một tiếng, hàng trăm ngàn quân, hàng triệu quân chuyển động, mặc dù chỉ một tiếng họ thôi, một tiếng nói thôi là cái giờ xuất phát chính xác đến từng phút, không lệch gì hết. Còn bây giờ mình có mấy chục nhân viên hô tiếng, 3 ngày sau nó chưa làm. Còn đây tại sao ông Trần Hưng Đạo ông hô tiếng, toàn dân chuyển động, toàn quân chuyển động, rầm rắp hết. Thế là tôi mới nghiên cứu về nhân trị của Á Đông mình, sau đó chuyển sang pháp trị. Có mấy cái nhân vật làm pháp trị rất tốt, thì trong đó có hai nhân vật nổi trội lên là ông Thương Ưởng và ông Hàn Phi Tử. Có cả một cuốn sách Hàn Phi Tử dày này, này, nó nói về pháp trị. Còn những cái gì kiểu như mà chúng ta hay đọc, đặc biệt là đọc về Khổng Tử ấy, là nhân trị. Ông Thương Ưởng là ông chuyên về pháp trị 3 năm thôi, một quốc gia trở thành hùng cường, trở thành bá chủ Trung Quốc, mất 3 năm. Từ một quốc gia yếu đuối nhá, trong 3 năm ông ta làm tể tướng, biến thành một quốc gia hùng cường. Các mình bảo, cho mình một doanh nghiệp 3 năm mà mình cho nó thành hùng cường, hình như mình làm không được. Ông ta làm cả quốc gia, ông ta làm được, mà mình chỉ có mấy chục, mấy trăm nhân sự, mình đã vỡ hết mặt ra rồi. Như vậy là năng lực lãnh đạo của các vị cổ nhân ngày xưa rất đặc biệt. Họ đặc biệt lắm đó các bạn. Thì tôi mới nghiên cứu, thì ở bên phương Tây nó có một cái quyển về pháp trị là quyển Quân Vương, Quân Vương Mão Dĩnh. Quyển đó thì không thể nào hay bằng quyển Hàn Phi Tử của Trung Quốc được. Hàn Phi Tử hay hơn rất nhiều. Rồi tại sao trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới thì Việt Nam có đến 2 vị? Vậy là người phương Đông cũng đâu có gì thua tụi nó đâu. Nói về quản trị lãnh đạo, trong những cái giai đoạn khó khăn, người phương Đông mình hơi bị ngon chứ. Rồi nói về những cái vị hoàng đế vĩ đại, thì ở bên phương Tây có Alexander Đại Đế, thì ở bên phương Đông có Thành Cát Tư Hãn. Hai cái vị hoàng đế đánh chiếm khắp nơi, chiếm gần như trọn thế giới, 3/4 thế giới lọt vào tay. Như vậy là các ngài phải rất giỏi. Làm sao đánh chiếm được 3/4 thế giới mà cai trị được thì quả là kỳ lạ. Các bạn thấy chưa? Mà giai đoạn đó làm gì có công nghệ thông tin. Thông tin nó đến nhiều khi 3 tháng. Thông tin từ nước này nó sang nước kia 10,000 km, nó mấy tháng là bình thường. Vậy sao vẫn quản trị được? Các bạn nghiên cứu kỹ đi, các bạn sẽ thấy những lời dạy của cổ nhân hay vô cùng luôn. Hay vô cùng luôn. Và đến năm 38 tuổi, chúng tôi chuyển sang cái mô hình thứ hai. Từ cái hồi 20 mấy tuổi khởi nghiệp là mô hình thứ nhất, là đi học phương Tây nhiều lắm, dân Bách Khoa ra trường. Thì mình đâu có, mình cứ nghĩ là Đông Phương học là để học đạo thôi, chứ không phải là mô hình làm việc, mô hình doanh nghiệp. Nhưng mà đến năm 38 tuổi thì chúng tôi bắt đầu chuyển hướng, đưa những cái gì của phương Tây, của phương Đông vào trong doanh nghiệp nhiều lên. Rồi đến năm 41 thì chúng tôi chính thức là chuyển hẳn sang mô hình phương Đông là hết 70%. Phương Tây chúng tôi vẫn xài, cái gì của nó hay mình xài à? Mình không phủ nhận, mà cái gì phương Đông hay mình cũng xài, mình trộn nó lại. Và các bạn thấy bây giờ có một hiện tượng, khoảng 3 năm trở lại đây có một hiện tượng rộ lên khắp nơi trên thế giới, đó là nhà lãnh đạo tỉnh thức, làm cha mẹ tỉnh thức, đúng không? Lãnh đạo tỉnh thức, cha mẹ tỉnh thức là cái gì? Là phương Đông hay phương Tây? Là phương Đông đấy. Người phương Tây họ mang cái chất phương Đông vào và họ biến thành nhà lãnh đạo tỉnh thức. Ví dụ như lối sống tỉnh thức là lối sống của một vị sư, của một nhà tu hành. Nhưng bây giờ họ mang được vào trong doanh nghiệp, trở thành cả doanh nghiệp hoạt động theo cái phong cách đó được. Rồi họ mang vào trong gia đình. Còn chúng tôi thì mang vào trong hệ thống trường Tuệ Đức. Chúng tôi mang vào toàn bộ trong hệ thống trường Tuệ Đức. Lối sống tỉnh thức nó làm cho chúng ta cân bằng trở lại. Chúng ta làm một cái việc rất nhiệt tình, nhưng mà chúng ta không có bị điên cuồng lao theo nó. Một tiếng chúng ta tập dừng lại một lần. Một lần có 30 giây thôi, thậm chí chưa đến 30 giây. Nhưng cái năng lực dừng lại rất quan trọng. Thông thường là người ta huấn luyện mình là năng lực tiến đến, chứ không có ai huấn luyện mình năng lực lùi lại cả. Cái năng lực lùi lại là năng lực kỳ lạ, thế giới không dạy. Nhưng đó là một năng lực của đạo. Chỉ có đạo nó mới dạy mình lùi lại thôi. Còn đã bước ra cuộc đời làm chủ doanh nghiệp thì người ta cứ dạy tiến thôi. Và các bạn để ý, rất nhiều người tiến thành công về tiền bạc thì lại chết về tâm hồn, đúng không? Gia đình chết, mối quan hệ chết, thành công mỗi tiền. Con cái đứt luôn, không chơi với mình luôn, đứt kết nối.
Xong rồi tự hào tôi có mấy căn biệt thự để làm cái gì. Nên cái năng lực dừng lại rất hay. Nó giúp chúng ta nhìn lại mình một cách sâu sắc. Chúng ta đi xa thì phải biết cách dừng lại đúng lúc. Để còn nghỉ, để còn nhìn lại mình xem mình đi đúng đường không chứ. Cái nhà lãnh đạo Á Đông mình có cái chất liệu riêng của nó. Mà phương Tây bây giờ họ học rất nhiều. Và chúng ta ngồi trên cái đống vàng đó, chúng ta lại không khai thác được. Chúng ta lại phải sang phương Tây chúng ta học. Ở đây các bạn nào đi sang Google học về thiền chưa? 7.500 đô, một khóa học 14 ngày. Google dạy về thiền riêng tiền đào tạo. Chưa có tiền ăn ở. Tiền ăn ở nữa nên thành khoảng 12.000 đô. Chỉ để đi 2 tuần. Học ở bên đó. Học buổi sáng, buổi chiều, buổi tối là nó cho về 5 giờ chiều nó giải tán rồi. Khoảng hơn chục buổi. Sau nó cấp cho mình một cái bằng. Gọi là cái bằng Search Inside Yourself của Google. Đóng mác Google. Các bạn học xong các bạn thấy trời ơi. Nó thua xa lắc cái khóa thiền Vipassana. Mà đi học thiền Vipassana thì được miễn phí. Nên đôi khi chúng ta ngồi trên cái đống vàng của Đông Phương học mà chúng ta lãng quên đó. Chúng ta bị một cái bệnh là nghiện xính ngoại. Nghiện những cái gì thuộc về ngoại quốc. Chúng tôi làm khởi nghiệp lần 2 dễ lắm các bạn. Nó không như lần 1. Lần 2 chúng tôi làm 9 năm là được 32 cái trường học. Mà làm như chơi, làm không có gì cực khổ đâu. 32 cái trường. Tức là một trong những cái hệ thống trường phát triển nhanh nhất Việt Nam trong 9 năm vừa qua là hệ thống Tuệ Đức. Mà bây giờ các bạn gửi con rất khó nha. Bất cứ một cái trường nào mà chúng tôi quá 3 năm thì các bạn gửi con vô cùng khó. Vì số lượng phụ huynh chờ luôn luôn lên đến vài trăm người là bình thường. Chúng tôi chỉ cực khoảng 2 đến 3 năm đầu là tuyển sinh, sau đó nó ổn định, rất ổn định. Cái mảng mà tôi đam mê là tôi đam mê nghiên cứu về con người. Tôi không đam mê quản trị. Tôi đam mê duy nhất là nghiên cứu về con người. Ngày xưa, cái thời trẻ trâu đam mê kiếm tiền giống như các bạn thôi. Tuổi trâu mà. Tôi là tuổi trâu, vợ tôi cũng tuổi trâu. Thế là hai con trâu suốt ngày húc nhau. May mà không con nào chết, không con nào què. Vợ chồng bằng tuổi hay khắc khẩu à, hay khắc khẩu. Nói thế thôi chứ khác tuổi cũng khắc khẩu suốt gì đâu. Thì nghiên cứu về con người, các bạn sẽ thấy nghiên cứu về con người là tim guộc cũng là con người, nhân tướng cũng là con người, đúng không? Tim guộc là con người nè, nhân tướng là con người nè. Văn hóa doanh nghiệp là con người, phát triển nguồn nhân lực là con người, leadership cũng là con người. Bản chất là lãnh đạo cái gì? Lãnh đạo con người. Giáo dục cũng là con người, mà tôn giáo cũng là con người. Tôn giáo bản chất là giáo dục thôi chứ là gì đâu. Các bạn nghiệm xem có đúng không? Cái ông thầy, cái ông giáo chủ ông làm việc gì? Suốt ngày ông đi dạy. Các bạn bây giờ lên trên mạng xem cái ông sát guru không? Suốt ngày ông đi dạy cứ thế thôi. Rồi nhiều khi 100 năm nữa nó thành một cái ông giáo chủ. Thế thôi mà. Tôn giáo là giáo dục. Nhưng rồi mình thần thánh hóa họ lên thôi. Mình cứ hiểu đơn giản họ là một ông thầy lớn. Một vị thầy lớn. Rất nhiều điều hay để mình học từ họ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là mình không có bị kẹt. Còn hầu hết chúng ta kẹt. Yeah.